giải Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất, Phật Lịch 2549, 2005 30 bài tụng duy thức Phiên dịch Một ngã và pháp không thật Các chủng tướng chuyển hiện Đều là do thức biến Thức năng biến có ba Hai là dị thuộc, tư lương Và thức liễu biệt cảnh Thứ nhất A lại gia Dị thuộc, nhất thiết chủng ba không thể biết thọ thân xứ nào thường cùng xúc tác ý thọ tưởng tư chỉ tương ưng xả thọ bốn tánh vô phú vô ký các biến hành cũng vậy hằng chuyển như nước dốc a à, la hán thì xả năm thức năng biến thứ hai gọi là thức mạch na nương kia chuyển duyên kia tư lương làm tánh tướng Sáu, Tương ưng bốn phiền não Là ngã si, ngã kiến Cùng ngã mạng, ngã ái Và tâm sở xuất thảy 7. Tánh hữu phú vô ký Sanh theo A lại gia Chứng la hán, diệt định Xuất thế đạo không còn 8. Thức năng biến thứ ba Có sáu loại khác nhau Tánh tướng là biết cảnh Thiện, bất thiện, vô ký 9. Các tâm sở biến hành biệt cảnh, thiện, phiền não. Tùy phiền não, bất định. Đều tương ưng ba thọ. 10, các biến hành, xuất thẩy. Các biệt cảnh gồm dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Cảnh sở duyên không đồng. 11, thiện gồm tín, hổ, thẹn. Không tham thẩy ba thứ. Chăm, yên, không phóng giật Xả bỏ và không hại. 12. Phiền não gồm tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Tùy phiền não gồm phẫn, hận, phú, não, tật, sang. 13. Dối, nịnh và hại, kiêu. Không hổ và không thẹn. Trạo cử với hôn trầm. Không tin cùng giải đãi 14. Phóng giật và mất niệm. Tán loạn, không chánh tri. Bất định gồm, hối, miên tầm, tứ, hai đều hai. 15. Nương nơi thức căn bản. Nằm thức hiện theo duyên. Hoặc cùng hoặc chẳng cùng. Như sống nương nơi nước. 16. Ý thức thường hiện khởi. Trừ sanh trời vô tưởng. Và hai định vô tâm. Ngủ say và chết giấc. 17. Tất cả thức chuyển biến. Phân biệt, bị phân biệt. Do đây kia đều không. Nên tất cả duy thức. 18. Do thức nhất thiết chủng. Biến như vậy, như vậy. Vì năng lực triển chuyển. Khi kia phân biệt sanh. 19. Do tập khí các nghiệp. Cùng tập khí hai thủ. Nên dị thuộc trước hết. Lại sanh dị thuộc sau. 20. Do kia kia biến kế. Biến kế chủng chủng vật. Biến kế sở chấp này. Tự tánh vô sở hữu. 21. Tự tánh y tha khởi do duyên phân biệt sanh. Tuyên thành thật nơi đó. Xa lìa biến kế trên. 22 nên nó cùng y tha. Chẳng khác không chẳng khác. Như các tánh vô thường. Thấy đây mới thấy kia. 23 nương nơi ba tánh kia. Lập ba không tánh này. Nên Phật mật ý nói. Tất cả Pháp không tánh. 24 trước là tướng không tánh. Kế không tự nhiên tánh sau đó lìa tánh trước. Là tánh chấp ngã Pháp. 25. Đây thắng nghĩa các Pháp. Cũng tức là chân như. Vì tánh thường như vậy. Tức thật tánh duy thức. 26. Khi chưa khởi được thức. Cầu trụ duy thức tánh. Thì hai thủ tiềm ẩn. Vẫn chưa thể diệt trừ. 27. Nếu còn một chút gì. Cho là duy thức tánh. Là còn có sở đắc. Chẳng thật trụ duy thức. 28. Nếu khi đối sở duyên, trí đều không sở đắc, mới thật trụ duy thức, vì đã lìa hai thủ. 29. Không đắc chẳng nghĩ bàn, là trí xuất thế gian, xả hết hai trọng chướng, nên chứng quả chuyển y 30. Đấy là cõi vô lậu, thiện thường chẳng nghĩ bàn, thân giải thoát an vui, gọi là đại mâu ni.